đỏ sẽ tô quả gì nhỉ? Quả táo. Bây giờ mình sẽ tô nhá. Em có đúng không nè? Rồi bây giờ mình sẽ tô nốt phần bên trong nhá. Bây giờ phải cuốn thì sẽ là phần cuối cùng thì màu đen. Rồi, xem đúng chưa nào? Okay. Đúng rồi. Đây là orange đó, hay là màu đỏ? Đỏ, đỏ cam. Cam đó. Quả táo này thì mình chỉ tô đỏ, đỏ cam thôi. Tại vì mình không tìm thấy màu đỏ nên mình chỉ tô màu đỏ cam thôi nhá. Màu cam. Màu cam thôi nhá. Bây giờ mình sẽ tô hoa hồng nè. Hoa hồng thì sẽ là phải màu đỏ nhá. Giờ mình sẽ tô phần để làm cuối cùng màu xanh. Mình sẽ không tô một lá đâu nhá, mình sẽ tô hai lá. Bây giờ xong bông ra hồng rồi, mình lấy màu đen mình vẽ thêm một cái cuống nữa nào. Cái để cầm của bạn. Cái. Ok. Cành của bạn dài hơn. Một cái cành nữa này. Ok, bây giờ thành bông hoa rồi. Được, xếp tô đất bằng màu nâu này. Được nhé. Mình sẽ không tô màu nâu này nữa tại vì bị cụt rồi. Mình sẽ tô màu nâu này nhé. Bây giờ mình tô màu đất xong rồi. Bây giờ mình sẽ cuối cùng là tô quả chuối với cả cherry với cả dứa. Bây giờ mình sẽ tô quả dừa trước nhé. Mình sẽ không tô quả dừa tại vì không có màu cam. Màu cam cái nãy mình vừa tô mà. Không phải, đấy là màu đỏ cam. Mình sẽ tô quả cherry nhé. Cherry. Mình sẽ tô màu này. Rồi, mình sẽ tô quả chuối luôn á. Chuối thì là màu vàng. Quả chuối này sẽ là quả chuối chín. Quả chuối chín à. Màu đen đâu bà? Mình sẽ tô màu đen. Chút màu đen. Chút màu đen vào để làm thành quả chuối chín đen. Rồi mình sẽ
rửa xong rồi, bây giờ là xong rồi. Bye bye các bạn. Sáng mai mình sẽ gửi lại một bài tập cho các bạn rồi nhé. Thank you. Bye bye.